Chào tất cả anh em ha. Hôm nay xin giao lưu với anh em mình luôn miệt quế nha. Giá rẻ luôn nha anh em. Rất mong anh em mình ủng hộ ha. Đâm chồi mạnh luôn nè ha. Đó, cây đâm chồi rất là mạnh nè. Đó, rồi vô cây đầu tiên luôn. Cây đầu tiên có mã số là E1 nha anh em. Đó, cái bệ đế là khỏi chê luôn. Bệ đế cực kỳ đẹp nha. Đâm chồi dữ lắm luôn. Đâm chồi từ đế tới thân luôn ha. Cây này thì nó cây cọng này nó bị lúa nhẹ nha, đây nè nó đâm anh em thấy ha, lá xoắn bông chùm ha, mấy cây nhánh già là nó có bông luôn nè anh em, rồi thông số luôn, đo trên đây là 37 đo tuốt ở trên nha anh em, ở dưới đây là 46, dưới 46 ha. Cao 89. Kính bầu là 43. Kính bầu 43 ha. E1 em xin giao lưu là 1.200.000. E1 nè. Cái này 1.200.000 bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây E2. Đó, cũng một cốt nha. Đế nè. Thì cây này nó cũng bị lỗi chỗ này nha anh em. Nhưng mà này là nó bị nó sành hết trơn nha nè. Đó. Đế là đều nha. Đế đều gan luôn, nó đâm chồi quá trời luôn nha anh em. Đâm chồi hết thân luôn ha. Rồi tới trên luôn á. Rồi, thông số luôn. Ở đây là 33. 33 hoành. Ngay vị trí đó 48 ha. Chiều cao là 1m18. Cao 1m18. Kính bầu là 43. Kính bầu 43. Mã số E2 em xin giao lưu 1.200.000. E2 ha, 1.200.000 bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây E3 nha anh em. Mấy cây này nó già dữ lắm ha. Đế nè, cây này đế cũng dữ ha. Đó, thì cây nó có cọng lũa nè, cây làm sao thì em báo vậy nha anh em, đâm chồi mạnh ha, nè. Lên tới trên này vẫn đâm chồi ha, đó, đâm chồi lại gai hết trơn nha anh em, rồi thông số luôn, hoành là 39, 39 hoành, cao là 95, cao 95, kính bầu là 38, kính bầu 38 ha. E3 ha, 900.000 bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây E4 nha anh em. Đó, E4. Cây này nó cũng đâm chồi hết trơn nha anh em. Nè. Đâm chồi hết rồi ha. Đó, rồi thông số luôn. Hoành là 30. 30 hoành. Cao 1m15. Kính bầu là 33. Kính bầu 33 ha. E4 em xin giao lưu là 500.000. E4 nha, cây này 500.000 nha anh em, bao ship luôn. Đó, rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo ha, cây E5 nha anh em. À, đâm chồi rất là mạnh ha. Cây khỏe nha anh em. Đế là ok nha. Nè. Nó đâm chồi dữ dằn lắm ha. Cái này mà trong quá trình mà quấn vận chuyển á, nó có thể nó gãy mấy cái bo, mấy cái chồi lớn này nè anh em. Đó, anh em cũng thông cảm ha, tại vì nó non. Rồi, thông số luôn. Hoành ở đây là 29. 29 hoành. Cao là 1m32. Cao 1m32. Kính bầu là 38. Kính bầu 38 ha. E5 nha anh em, cây này 600.000 ha, bao ship cho anh em luôn. Đó. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây E6 nha anh em. Đó. Đâm chồi quá trời luôn ha. Đế nè anh em. Đế nè. Đó.
đây ok ha. Trực lắc đâm chồi mạnh luôn. Rồi thông số luôn. 27 của anh. Cao là 1m42. Cao 1m42. Kính bầu là 39. Kính bầu 39 ha. Cây này E6 em sẽ cho luôn là 600.000. E6 nha anh em. Cây này 600.000 ha. Bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo ha. Cây E7 nha. Đó. Cây cũng quái quái nha anh em. Tâm trò mạnh này ha. Đó, đâm chòi cho rồi, thông số luôn. 27 của anh. Chiều cao là 9, cổ là 85. Cao 85 nha anh em. Kính bầu là 40. Kính bầu 40. Cái E7 em giao lưu là 7 ha, cây này 700.000 nha, bao ship luôn nha anh em. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây E8 nha. Đó, mấy cây này nó đâm chồi mạnh hết trơn nha anh em. Đế nè. Đó, đế đều ha, cây này đế đều ha. Đó. Trực lắc luôn nha. Rồi, thông số luôn. 32 hoành. Cao là 1m33. Cao 1m33. Kính bầu là 41. Kính bầu 41 ha. E8 em xin giao luôn là 600.000. Đó, cây E8 nha. Cây này cũng 600.000 luôn nha anh em. Bao ship cho anh em luôn ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. Cây E9 nha. Cũng một cây trực lắc nha anh em. Đó, nó cũng đâm chòi lại ha. Đế à. Đó. Đế cộng to to không nha. Rồi thông số luôn. 25 hoành. Cao là 1m29. Cao 1m29 nha. Kính bầu là 37. Kính bầu 37. E9 em xin giao lưu là 500.000. E9 nha. Cây này 500.000 nha anh em. Bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha. Cây E10 nha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn anh em. Đó, cây trực lắc đâm chòi cũng mạnh này ha. Rồi, thông số luôn. 22 hoành ngay vị trí đó ha. Cao 1m23. Kính bầu là 33. Kính bầu 33. E10 em xin giao lưu là 500.000. E10 ha, cây này 500.000, bao ship cho anh em luôn ha. Đó, cũng cây cuối cùng này ha. Rồi chào khán giả cả luôn. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829160355.